Mình tên là Sky. Mình tên là Tin. Tin. T-I-N-E-N. T-I-E-N. Tin. Yes. 유니처럼 몸에 만들어줬으면 좋겠다. 장난 아닌데? 절로 가자. 절로 가자. 오케이. 자, 이제 여기서 놀면 되는 거야? 응, 이거 하는 거 아니야? 부러져요. 이마 반 tập thể dục bao lâu rồi? Mình tập được 4 năm rồi. 4 năm hả? Wow. Mình xây bay nha, xây bay trước nè. Xây khoảng 10 cái nha. Rồi, 5, 4, 3. Không. 준비 운동하는 건데 너무 힘들어 하신 거 아니에요? 가자. 숨차다. 이제 다음 시간에. 거의. 아, 이쪽이 큰 아령밖에 없어. 네. 이거 들었다고? 아, 진짜 힘 너무 없는 거 아니야? 하느라? 잘 cầm tạ không xách lên, xuống bằng hông hoặc mông. Thẳng lưng, không ưỡn lên nhẹ nhàng, thẳng lưng ngả lưng về phía trước. Sao cho phía sau mà mình xuống á, mông và đùi sau nó căng lên. 알았으니까 빨리 올라가세요. You can put it. Yeah. 아, 그랬다. 아, 예. 자, 오케이. Let's go. 요. 오! Go. 늦었어. 아, 맞아. 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 아니 이거 했다고 초토화된 거야? 아니 내가 봤을 때 선생님 전화 안 왔으면 큰일 날 뻔했다. Inhale again. Exhale. 헛. 렌. 더. 헛. Lên. Đó, 6. Bởi vậy mới thấy là ăn dễ hơn tập nhiều đúng không? Đúng. Nên là muốn cho đẹp thì phải ăn kỹ nha. No. Tiếp. Ok, tiếp. Lên. Giữ đó, giữ lại, giữ nha. 1. No. Rồi, lên. Rồi, lên. Rộng hông vai và hơi tê ha. Rồi khi xuống nè, hít vô. Sau đó mình lên, thở ra. Xíu mau lại, xíu bùm lại luôn. Anh đi đâu hết bác sơ? Anh không biết là em bắt gì, cũng không muốn em bắt em bắt đầu. Sam chung đi, phụ thị bì đồ sơ. Ồ. Ai không hết đâu, cái chip. Nè, sửa lại phần cổ tay. Thẳng cổ tay lên. Ô cô, ông có toàn đứng em được kìa cô. Để được cái gì? Tốt, đó, đúng rồi, đó, đúng, lên. 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 Tốt. Lên. Ok. 못 걸어 다닐 것 같은데? 오케이, 유미! Come on, come on. 오, 스트레칭. 빨리, 쭉 xuống. 낭, 하? 낭, 낭. 여, 루어, 여. 여, 쭉. 렌. Come on. 렌.
2 Sao nặng quá vậy? 4 Tiếp đâu? Mấy cái chị? 1, 15 Yes. Okay. 다리가 후들후들거려서. 와. 오. 아. 슬로우, 슬로우, 천천히. 오케이. 아. 근데 반 PT 저 많이 người. Giống như là tính theo một ngày mình PT cho 8 người. 8 người hả? Một ngày thường là 8 người hả? Cho 16 người đi 2, 4, 6, 3, 5, 7. Thì bạn thì ngày nào cũng tập gym. Đúng rồi. Ồ. Oh. Mình tập từ thứ hai, thứ 6 có phải chủ nhật nghỉ. Giống như Dạo này đa số người Việt Nam người ta tập mông nhiều hả? Đúng rồi. Ồ. Mà cái này thật ra là bộ như lúc đầu Thiên có chia sẻ là bộ môn này nó mới vô Việt Nam mình thôi, gần đây là khoảng 4-5 năm này gần đây thôi. Thì liệu người ta tập mông là gì? Tập cho đẹp, với lại hơn nữa là người phụ nữ, người Việt Nam mình sẽ có cái câu là gì ta, mông to nở hậu đúng không? Thì sẽ có phúc hậu về sau, có nghĩa là sẽ thuận lợi cho đường con cái. À. Đúng không? Thường chi phí của PT Việt Nam là chuẩn bị là bao nhiêu? Theo mình thấy cái phòng hiện tại, những cái phòng hiện tại mà mình dạy á thì thường là khoảng rơi vào 3-4 triệu cho một tháng, là làm việc làm công ăn lương cho chủ á, có nghĩa là PT cho phòng gym á, chứ không phải là PT cá nhân nha. À. Còn PT cá nhân thì họ sẽ lấy cao hơn, tại vì họ sẽ dạy sát sao hơn người phòng trong phòng. Thì bán thì sao? Cái này không nói trực tiếp được. Ủa, 너무 가벼운데? 어? Yes. 아니, 이거는 다리 운동 아니야? 팔 하나도 운동 안 되는데? 나이. 오케이, 깜짝 놀라도 그래. 오이게. 깜짝 놀라. 와. 와. 힘들어? 나 진짜 이런 경우 처음 해보는데 진짜 대단하시다. 25. 하이몬이 뜨네. 24살. 평소. 그게 나와 비밀은 hay hơn đúng không mọi người? 아니, 나이 맞춰 보라더니 뭐든지 비밀이면 더 재밌지 않냐고. 아! Okay, how old do I look like? I think 24. Oh? Oh no, 34. 34. 24. Bye bye, mọi người. Okay, có gì lần sau gặp nha. Yeah, bye bye. Okay, bye bye. Okay, catch him, okay.